Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 20 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn ăn chia tổng giải thưởng là 20.000 token FXH các bạn. Thì hiện tại mình làm video này là chúc mừng cho bạn nào đã may mắn nhận được token FXH các bạn. Thì hiện tại giá đã phân phối các bạn. Thì để xả được con này thì các bạn cần copy công chắc cái phần link mô tả dưới video mình các bạn. Sau đó bạn vào đi app nữa. Các bạn vào sàn PancakeSwap nha các bạn. Rồi các bạn dán con sắt của nó vào đây nha các bạn. Rồi bạn add vào đi. Rồi mình đã về được 3.8 token này các bạn. Các bạn chuẩn mắt các bạn. Ok, được 0.00038 này các bạn. Tầm có khoảng 2 đô các bạn. Hoặc là mấy 2 đô gì. Tổng cung của con này nó có 1 triệu token rất là thấp luôn mà sao giá nó thấp như ta. Rồi sẽ mất mạng luôn. Rồi bạn nào muốn xả thì bấm vào approve rồi bấm vào swap các bạn. Các bạn sẽ tốn một chút phí mạng các bạn. Vì con này tổng cung thấp quá nên mình sẽ giữ lại nha các bạn. Bạn nào về của mình cũng khuyên giữ lại các bạn. Con này tổng cung nó còn lên nữa nha các bạn. Rồi vậy video mình thông báo cho các bạn đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.